Từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 9 năm 2017, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với tổ chức Facing the World đến từ Vương quốc Anh thực hiện chương trình phẫu thuật từ thiện về dị tật bẩm sinh vùng hàm mặt cho những bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Trong đợt này có 9 trẻ em được phẫu thuật và điều trị miễn phí. Các trường hợp dị tật vùng hàm mặt có hoàn cảnh khó khăn sau khi thăm khám lâm sàng, đáp ứng đủ yêu cầu sức khỏe sẽ được tiến hành phẫu thuật chỉnh hình miễn phí, giúp các em khắc phục những khiếm khuyết, tự tin hòa nhập với cộng đồng. Chương trình tiến hành tại trụ sở chính của Bệnh viện Hồng Ngọc. Sau đó, bệnh viện này sẽ tiếp tục chăm sóc hồi sức hậu phẫu tùy theo tình hình sức khỏe của người được phẫu thuật từ 1 đến 2 tháng. Hợp tác lần đầu vào năm 2016. Cho đến nay, Bệnh viện Hồng Ngọc và tổ chức Facing the World đã cùng thực hiện 3 đợt phẫu thuật dị tật từ thiện tại Hà Nội. Facing the World là tổ chức y tế thiện nguyện của Anh, được thành lập từ năm 2002, hoạt động vì mục tiêu chữa trị dị tật sọ mặt cho trẻ em ở các nước đang phát triển. Kể từ khi thành lập tới nay, các bác sĩ của Facing the World đã phẫu thuật thành công cho rất nhiều em nhỏ đến từ 20 quốc gia trên thế giới.